Vâng, như vậy giờ đẹp, giờ vàng, giờ hạnh phúc cũng đã đến. Ban tổ chức trân trọng kính mời chú rể, anh Tuần và cô dâu của chúng ta. Vâng, đó chính là Như Quỳnh. Với chúc mừng hai em sẽ cùng rời vị trí của mình trở về sân khấu tình yêu để làm lễ ra mắt trước toàn thể quý vị. Và quý vị ơi, khẩn trương lên ạ. Chúng ta sẽ cùng định chỗ ngồi đi ạ, để chúng ta sẽ cùng chào đón cô dâu chú rể chúng ta đi nào quý vị ơi. Và bảo vệ chúng con đang khẩn trương ạ. Vậy chọn con đang được bắt cầu để trong trường con trời. Vậy sẽ chúc mọi sẽ tổ chức lý ở trong làn không? Cô gửi kính chồng đi, sức khỏe để sống hơi ạ. Và chú về anh Thuận, chú mời em sẽ rời vị trí danh trọng của mình trở về sân khấu tình yêu, làm thế ra mắt chú toàn thể quý vị. Và quý vị, chúng ta sẽ thành một chào đón thật lớn cho đội tuyển, chào đón đi nào quý vị ơi. Hai em nắm chặt tay nhau đi ạ. Và quý vị khách quý trân trọng và kính mến, diễn viên trên sân khấu và chính ngày hôm nay đó chính là hai bông hoa tươi thắm nhất, và bên phía tay phải tôi đó chính là cô dâu Như Quỳnh của chúng ta và chú rể Anh Tuần. Và chú rể Anh Tuần của chúng ta từ quần đen áo đen dài hoa, bóng đê cai bát dày da sớm màu, và cô dâu thì hoa quý trên đầu, toàn thân mang bộ váy khó miệng thái đen và đôi mắt thì đúng nghĩa đa tình. Đi bên chú rể đại càng trung tình đẹp đôi, thường ngày thì mỗi chiếc đất côi, hôm nay hai bạn đã chính thức gối đôi làm cùng trọn đời hai chữ thủy chung, trăm năm hạnh phúc nới đẹp tình yêu. Quý vị xin được chào một tay thật lớn từ nhân để chúc mừng đi đâu. Vâng, quý khách quý trân trọng và quý mến. Vâng, ban tổ chức tôi vâng đã cùng trở về song hành cùng với tình yêu, câu chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ chúng ta Như Quỳnh và Anh Tuần trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, đôi bạn trẻ chúng ta Như Quỳnh và Anh Tuần được trưởng thành nhưng ngày hôm nay đó chính là nhờ sự chăm lo che chở của bà cha mẹ, và rồi hai em cũng đã trưởng thành dưng vơ gả chồng, và đó chính là những điều mong muốn của những người làm cha làm mẹ. Và quý khách quý trân trọng và kính mến, con của chúng tôi trân trọng kính mời đại diện bên phía nhà trai, trân trọng kính mời người cô vâng đại diện cho người mẹ của chú rể Anh Tuần, đó chính là Lương Thị Tiến. Và xin mời người cô cùng bác đại diện đó chính là Lương Văn Kiêu. Xin mời chúng ta trưởng đoàn nhà trai nhà trở về sân khấu đi, trân trọng kính mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn tự nhiên để chào đón đi đâu quý ơi. Bên phía nhà cái chúng ta vâng hất trai hất trai hai xuống coi sân khấu mời trưởng ban sân khấu vâng cô bên ai bác má hao đó chính là bác Quang Văn Tuân, cùng bên em bác Lò Thị Duân, cùng bác đại diện đó chính là bác Cầm Văn Hao. Vâng, xin mời bác trưởng đoàn chúng ta sẽ trở về sân khấu đi nào. Quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn tương nhiệt chào đón đi đâu quý ơi. Vâng, xin mời trân trọng kính mời Quang bác Quang Văn Tuân sẽ trở về sân khấu đi ạ. Và xin mời các đồng chí sẽ bước lên phía trước một bước nhé. Lúc gì gì nữa mới xuống khỏi à lúc tuần thì mới sân khấu lúc tuần lúc bản phản tuần xuống khỏi sống ấy à cái trường đấy ạ. Vâng, chúng con ơi, công gần nào cánh búa lan sàng đi đò, công hót hài
cánh đồng và lắc trốn trường để là các phương hoa ơi. Cảnh luôn luôn có nhớ xuân mà cho lò nhìn ơi. Cảnh luôn là có nhớ cũng phải đưa lòng. Hát vào luôn sòng con chẳng hiểu hạt kinh tinh ngoài đi lòng. Vâng chứ phải vừa đi. Cảnh luôn là có chưa bàn suối như xưa là nà chúng con lại. Thì phải hát ơi. Trái nhớ mà lành lắm xuống giá đôi lòng Sài có hâu ơi. 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 Nắp cắp là uốn lòng tuổi áp sao vì đà đồng ăn và lào vĩ đằng tinh hoa trang bọn hiếm ra đỏ chú là ơi chú làng sườn háo ơi. Vâng, chiều một bên chúng tôi đang sự hiện diện ở sân khấu thì ở trọng tài hướng thảo chúng tôi đại diện Tăng Nhân, Tăng Trai và Phạm Bà Ứ. Phạm Bà Ứ háo đã hiện diện làm sân khấu đâu. Vâng, hai em sẽ nắm chặt tay nhau đi ạ. Sau bài hết thảo chúng tôi có biết rằng xưa trước hết hết tối là quan tài chúng tôi một chôm. Sau bài hết thảo chúng tôi sau này cùng chôm hạt tặng trao chúc của chúng con hảo hán trường sáng ở nơi bao mẹ chúng con ở đây. Vâng, kính thưa toàn thể quý khách quý, trân trọng và kính mến. Vâng, chúng ta thắp năm mái đầu trời hạnh phúc ngay đến với giảng mơ nốt lạc hơn hoan mùi rể thảo và trăm hoa đoan nở đón dâu hiền hạnh phúc các được tuổi từ đây và giây phút trăm năm chính lúc này siết chặt bàn tay say tổ ấm và hạnh phúc trăm năm mãi xuân vầy ai chắp cánh cho chim bay về tổ ai mở đấu cho đôi đứa gặp nhau trải qua bao cuộc đi đâu vòng ba vá tắt và đến đâu cuộc đời và một tình yêu chung thủy hòa quyện cùng với một trái tim chân thành. Đôi bạn trẻ chúng ta Như Quỳnh và anh Tuần và hai em đã cùng nhau tay nhau trong tình chồng nghĩa vợ để chào đón con tuyển tình yêu nặng tình nặng nghĩa của mình trở về tới bến bờ của hạnh phúc. Và quý khách quý trân trọng và kính mến cũng có một giai điệu và một ca khúc đã tự viết như thế này. Thời gian đã qua đi thì không thể trở lại, bình minh sẽ được nuôi khi không còn bóng tối, đã có những sông sâu không thể thiếu những suối nguồn và tất nhiên rồi thiếu cô dâu Như Quỳnh của trên đời thì chú rể anh Tuấn chúng ta không thể có tình yêu của con. Quý vị quý ơi dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đôi bạn trẻ chúng ta đi đâu. Nhưng bảo vệ chúng tôi đã sướng chưa còn chưa tư xúc khỏe cho lời bàn phép khám bê bạn của trợ lý cho lời bàn phép lúc bí thư của cho quảng cho lời bàn phép xúc khỏe đọng chàng tánh sàng lại bàn bản đến mát tóm cho lời bàn phép xúc khỏe xúc ý chàng tánh tổng sáu nữa sắc về đăng tiền cho lời bàn phép xúc ai xúc xào thành điện sòng sao sàm sao một trăm trào khẩu lặng sòng phái cứu ta tà đai hóc hoa một trăm lại cả hạt cầu trời thằng trò đứng chào ta ở bắc cột bắc tù ở bắc xuống bắc bành ở bắc tánh hơn là rào quang ăn ơn buôn ta buôn tà lướng cho lướng trẻ về cùng các xin tên lên là sòng làn ông Như Quỳnh và anh Tuần đi. Vâng, sòng làn ông Như Quỳnh và anh Tuần để em điểm sùng trường giáo giáo hôm bùn đông nam xuôi giáo hôm bản đông nửa nhưng là dục tiền xào trai cửa giao sùng tiền báo xào nước tàu của ấy bàn say trai đất đường há lại quán nằm các bà sống lòng hốc có thể va bớ nằm bớ sờ chờ bớ mặt bớ chung mang theo tóc lòng theo khấu các bà xin ơi thơ sống lòng hốc có thể bỏ cằn nằm hiểu mương xương cân nằm điện thoại Facebook ra đu các bà nó cho bên bụt hôm lèm bên nét hồm hỏng bên hỏng của bên theo bên nét của chọc chân dương ổ có thể dương chọc tà có thể dưới dương trà có thể dương khẩu bốc có thể dặn bố cột cột tông có khẩu lá trà lửa sẵn qua xương ơi chính của tôi dài ai khá buồn trẻ anh trai của tôi sẽ em đến cả cá banh nhỏ nặng. Vâng, phú gia tà nai tài quan tè xin cái trắng mắt thửng cửa tà tháo phú gia ổ phát bàn tà nai cái trắng nguồn khàn thở trắng cánh của hở cày cá lại hải cơn ổn chất sầu ở dân đường tài quan tè xin mai về đi khỏi phải tất cả trắng sáo để mùi đi bên trần vừa sẵn bên chép vừa đẹp chép ngam thì chết vượt mà. Vâng, trắng này có mùa màu dài cầu vô hồn mòn để lõm sầu tóm nhà nhưng trắng này sật đèn sửa mà hà đừng trai trắng sật đèn pha ba xú tà ca cái đi cái sòng là nó cho bên đồi cho đồi đủ bên cu sắp cô kim bên đồi túi đâu có váy bên đồi cái nó bó thìa bên đồi phổ đồi mía bó bên chơi hai và chơi hai có hai nhá vừa làm phay tờ đơ và chiếc này có nhảy nhá vừa đồ hay lại còn đeo ví đồ tàu nó xong kẻ nhà vâng cả đến đây và họ cho tay tình cảm bác già
trong làn hát có đủ vị, đủ gần, đủ rất đủ giàu, đủ ải nòng lúc tà, đủ chủ quân nam ông. Ban tổ chức và chủ quân và tà hồng rất là báu. Sau này trình trọng tuyên bố lễ vu quy quân đô, Như Quỳnh sánh nhân của mười chúng tôi hành thường tại hội nhà khán chúng ta bản đấu nghĩa xã Triệu Giang huyện Sông Mã tỉnh Sơn La và được trở về từ trung tâm tổ chức cây hỏi ngân tem qua kênh nhịp xòe tây bắc long trang tự nhiên. Sau đây xin phép được chính thức quốc đô một trăm một mươi tám tuổi của mình là quý ơi. Vâng, còn về chúng tôi đâu ơi, cùng với đài bàn lắng tứ sừng các bạn đó, cùng với đêm bàn lắng bàn nằm mà lầy bò bi cho anh và muộn sẽ đàn hơi mà đi và sống lưu tàu bước của và thạc áo tàu ông thạc áo cười như thuần với thêm một chân tàu đây quan cho ăn mới xuống khỏi sau này mới đại diện sòng phái rất là hoang sẽ đi rồi tăng chay sẽ biết tăng sống cười như thuần với thêm một chân tàu tài bản lâu mương hao sáng chưa càng không phải đi vâng của văn xuống khỏi sống với bà mẹ chúng tôi đã cho xuống tâm tư phải trung tâm đại diện bên phía nhà trai có lời đời phát biểu và lời trao tiền chúng ta nào quý vị một chào có tay thật lớn lòng nhường nhiệt liệt chào đón hello khỏi nó cầu bước qua sở lại quan trước tiên nước khỏi cầu đại diện này nghĩa là tăng cứu tăng già cái cầu sở mỹ quan tạm tháo rồi cái sắc tạp trao của mình cứ bị tạp bên lái chủ quân phải thả khăn đến đó hello khỏi nó cầu xin qua quá trình vô làm hâu cái cầu nhớ cả mà bạn má nhớ cứ lưu sử dụng nha cái mà tôi nhớ tôi hả em mới xin cái cầu nhưng cái tình xả lại trái của tình báo la đối xin cái tấm cầu gì nước qua mặt nhìn cái xin cái cầu cái hoa bóng mini cái cầu cái hà lại mình đi đến chân cái tổ chức của trạm dịch vụ tiện nhé xin mấy cái cầu xin khỏi cái cầu như cái con và phát chào tặng thầy phú già sáu bà sòm bà mẹ chúng tôi đang hơi từ đó những nhóm xuống tung hương mạnh trong toàn nơi thầy xin mời bác sẽ trở về alo alo một hai ba bốn năm nghe nói cho bà nhớ xuống cho bà luôn ở cánh đông lại đây đây không đây rồi ở trên loại là dám chắc là phương bà phương mẹ phương tìm đúng không quay hàm ăn tô mòn quan kéo hơn là mi MC đâu quay hàm ăn tô quan ủy quan hi hi mi tang phủ tang già tang phủ tang già hơn tiền phủ trang trà hay là tang lung tả thứ to mới qua sao má tang phủ tang già nữa lung tả khán con chó có công nguồn thôi quay bình đồng quay hết sức thục cảm nó nhắc tiếp tình hoài đây nữa bình đồng nữa quay tổ chơi đi nọ sang bón đồ bón lạn sống đồ hâu của nhớ cả mà má cơ ba mở nhớ phiên lúc súng tiếng quả mà phiên hơn hà hơn cơ ba với chân khay sang ta phải nhìn với cổ dịch tiền xào ta trai của giao súng tiền báo thứ sáu nào hà cù ma phèn
cho nên anh ai vẫn chân này sửa phục vụ lúc qua sửa phạt báo lúc này quầy khèn ô tủ hơn về nửa không phải anh ai vẫn vào đâu cái nửa chủ mương lâm hư anh ai vẫn bự cái tàn xào yên hưng hư anh ai vẫn bốc quyển xào chén yên chén sở hư anh ai vẫn bê chở tàn trình hai này chủ nào bản bai mang chén xuống qua chủ chén xuống anh ai vẫn bốc quầy xào hồng ngay nó là bất tàn trình hai này chủ nào bản mình nấu mương đi bán sườn đấy chủ nấu mương ngày chẳng nên chủ cắn kiểu anh ai vẫn chẳng lại ổ hắn hiểu cấp nông lại cầm khấn nào cho nên đổi báo xáo vì chẳng mặc men kén quan cần anh ai chẳng lại quan chủ chẳng nên xuống ao lại quan báo quan xáo chẳng nên xuống cô xuống mê lại hơn cho nên bà mê lại hơn chẳng ổ lông cũng xiềng chẳng ưu bán khán trộm và chẳng cặp cặp lắp liều chân nào cũng coi mê cả chẳng bất tỷ bất chị cả chẳng lại ủng góp ủng hộ cho sáu hậu dân mưu trên quá trình ủng với sáu hậu dân mưu cả hậu tên hoa tế xương đều cũng có bốc mê cũng lòng cũng phi ơi thế nào cả chẳng phiền quam nền nặng phiền triển quam diên nặng phiền sát quam khá nặng thì nổi cũng cả các bông hay thì chẳng phiền sông thông già du hiếm thành xà thế nào ơi chân lao ải tà chân bà mớ ủa tan cánh áp lì thì chuẩn canh vườn khuẩn chầu phen phun kinh khuế lồng láng có bên nì lò và chơi này đến nay tay cả trắng ba mà và vườn này vườn xuống quét tổ còn mưa phủ vườn xuống trụ kèm máy mưa phủ tè ná uy ơi về phần sân ăn trên này khai trắng ba mà nì cả trắng ba bên nam mưa lẹp chết ngam mưa lì bên chân mưa sàn bên xiềng trên là ấy mà cả trắng lầy cái chân ba nó cũng kéo ôi áo tiền hắn càng dám bây giờ nó hồn mẹ là chẳng còn chớ cái hẳn ấy bây cái này cầm cầm tên hẳn cái cửa sáng khách sang đi mấy em bây giờ chẳng ngào hẳn sầm là bảy ôm á dì ta chúng chạy bài cầu dì ta nào phổ hồ mẹ rồi ôm á xong nào tổ tà cô mẹ sống khái lại hơn chứ là cũng như sẵn lần xưa cái số sống là nơi cổ người ta bùn hoa đoàn tiên cả đều như là phiền hân phiền rào các cắn phiền phùa phiền miêu là đấy cho như là phiền nồi sân đồi kết nhá phái phiền nồi sân đồi cánh nhá xẻ đồi phùa miêu báo xả quan nơi nhà hàng xong khó sẵn cái đồi nhìn trai chúc hờ đồi phùa miêu là coi ốm mình nhìn vân vân là quay mả hàng khăn vân là tướng tiền đến nơi sống là đến nơi nó là sống mà là sau cảm ơn quý anh ông pi đu lán bản khoáng hạt canh nó bản phúc và chúc bốn hờ sống lán cánh bà sau cảm ơn tung bờ tung bè hạt canh mai ít là phá sản mà nàng bảo sông người cày nhờ có sòn lán nó là sau cảm ơn là quân bò mè phải cò hảo hán mặn dương mướn phí sen thầu nhà mi phải thầu sắc cửa đó sống ba là so chúc hỏi quân ngon quân phi và cỏ luôn may mắn hoa phi lại nhân mới sáng xả là phi hả mới lại nhân khẩu đi thôi cả mi xe to mẹ nơ băng hạ cần buồn ế buồn lại nò ông ơi đùa hứa cầm bài lại ngón tay không nào hứa này nhìn băng hạ cài thì rất là tuyệt vời với khoa và chúc bảo vệ chủ quân hâu và cả nhất này thảo rất tương và khỏi cả vé thầu rất tươi và cái thầu rất cả nhất cứ biến nó đi nó chết cò và chỉ tối cọc về tối cọc như tôi cả gan đi thôi à đúng là chú cả bò mè chú cô thâu và cả nóng lưng ra thầu này cái lẩu tôi cắn chú chơi nó đi nữa bò mè chú cô đã đưa và nhà cô dâu ơi và nhà chú khỏi đại sở ơi đại diện sở phái hết nào đâu khám kèn cần phát mua cần cả sàn đầu cần vân à vừa sầu hơn chính thức biến hết điều xong thiếu biến thiếu đơn và nằm dưới đầu cầu mỏ nhắm mắt phán nằm dưới đồng quảng áo nhằm mặt trên ta bảo vệ khổng kiếm tên là nhằm quang siêu của nước phái giáo đó bó sọ sọ lắn bó nào này tôi đang áo chào cô đó sau đây xin mời đại diện của ABD chúng ta sẽ trở về vị trí sang trọng của mình và xin mời ông cảm ơn ông rất là nhiều ạ và cảm ơn ông rất nhiều và sau đây ông sẽ trở về vị trí sang trọng của mình vâng sau đây là để chính thức mừng buổi tiệc lễ hội quy của chúng ta và thành công tốt đẹp hơn ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng chúng thể sẽ di chuyển về phía tháp ly rượu sân phanh để mở những chai rượu sân phanh nổ thật to hưng thật mạnh lên nào xin mời quý đồng chúng thể ạ và quý khán chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu
để chiêm ngưỡng hình ảnh đẹp nhất của cuộc đời chủ đề, chúng ta sẽ dâng lên diện xung quanh. Vâng, chính thức cái vở thành chồng ngày hôm nay. Vâng, chú rể sẽ tháo kẹp nắp này ra và chú rể sẽ sóc thật mạnh lên. Mọi ngày chú rể sóc như thế nào thì hôm nay chú rể sẽ sóc như vậy. Sóc thật mạnh lên chú rể ơi. Và chú rể săn săn các săn sắc săn tay sắc săn cứa lắm. Chú mư chú rể sắc săn rất là vui cởi tết lắm. Sắc săn tay ao. Rồi tiếp theo, điều hành của vẫn là đã vận bị non và sau rồi chú rể sẽ từ từ và chạy cái nắp và chụp thành để là rồi chú rể sẽ làm việc quấy ra một tí đấy. Vâng, anh chị em mình tóc thần mạnh đấy ạ. Quý ơn chúng ta ủng hộ chú rể chúng ta đi đâu. Vâng, một chào một tay thật lớn lên, chúc mừng chúng ta. Vâng, xin mời hai em sẽ cùng mở nụ cười thật tươi. Vâng, khóc khen gần tay trong tay nhau. Vâng, xin mời hai em ạ. Vâng quý ơi, hôm qua đây sân khấu để mừng hạnh phúc chúc tương lai cho cô dâu Như Quỳnh và chú rể anh Tuấn của chúng ta. Vâng, các bạn trẻ chúng ta đã cùng nhau tay trong tay nhau dắt lên đến giới thiệu thân quanh chính thức tay vợ thành chồng ngày hôm nay. Và quý vị đang nhìn thấy những giọt rượu đang chảy tưởng chừng cho nước và vườn ngọt nước để tưới cho cỏ cây hoa lá trên tay tươi vườn ngọt để tốt đẹp tình yêu của các bạn trẻ chúng ta sẽ được trường tồn huyền hòa cho đến hàng ngàn hàng vạn năm sau. Một lần nữa xin chúc các em sẽ năm năm tình viên mãn bắt đầu nghĩa vụ thế. Quý ơi, một lần nữa chúc mừng đi đâu. Vâng, trai thứ hai. Vâng, xin mời cô dâu ạ. Trai thứ hai, xin mời cô dâu sẽ làm trai thứ hai để đi ạ. Vâng, thủ tục trai thứ hai. Vâng, chú thể nhường cho cô dâu. Vâng, nhìn thấy chú thể làm thế nào thì cô dâu sẽ làm như vậy. Vâng, chú, cô dâu cũng sóc như chú thể đi ạ. Vâng, sóc mạnh lên. Và chú thể sẽ ủng hộ cô dâu một tí nữa đi ạ. Sức mạnh của cô dâu chúng tôi không được nhiều to lắm, đúng không ạ? Vâng, được rồi nhỉ. Xoáy ra một chút đi ạ. Bật cung đâu. Đứa đi đâu. Đắp đi ạ, chú thể ơi. Đắp đi chú thể ơi. Và hai em sẽ rót một nửa lên tháp đi tiểu sân phanh, còn một nửa hai em sẽ rót lên những cái ly vặt của Dương Bảy Sắn ở đó để mời tới thứ chắc về đã tình cảnh cuối cùng hai em cùng với trưởng thành cùng như ngày hôm nay. Chúng ta kính mời. Hai em sẽ chung tay nhau đi ạ. Cô dâu sẽ con bà hơn sẽ cặp mà do chén lẩu với phù mây ta và cười bà hơn sẽ do chén lẩu với họ tà họ nai và cả với họ tà họ nai cảm ơn tà nai xin hờ chầu và cả của những nên thay chầu muốn định ngân hà và cả bà ấy sẽ do chén lẩu với họ của già cảm ơn của già đã xin nhớ với hờ chồng trai nên quay khấm kẹt chầu và thanh ngân hà của gần là với đồ tàu đẩy muốn định xưa đàn bà ấy xung quanh xóm ơi. Và xin mời cô dâu sẽ mời lên đại diện bên phía nhà trai và chú rể sẽ mời bên phía nhà gái và hai em sẽ cầm ly rượu của mình lên đi ạ. Hai em sẽ cầm ly rượu của mình đi ạ. Mời ta phải linh sau cơn mát tôi rồi đừng có để ta phải linh nhỉ. Thực ra anh đủ một con điều hay không? Rồi xong hết ạ. Vâng, chúng ta hết cả hoa túng chén cả. Vâng, chắc được không? Thực ra ta phải linh hoa nhắc được mà. Ví cù, ví lùi. Ở trong bên điều bên trong chăn cơ ba mới đó. Chúng ta để xong hết ạ. Vâng, chú thể sẽ mời lên đi ạ. Vâng, trong chén cả đấy, gạt là nó cần mưa nả nữa. Có tròn xong làn đâu. Tác lưng buồn lại để cười bảo tác lưng buồn nhớ để phở đi đâu. Con tròn tròn làn không mưa nả để tìm anh. Vâng, trong biết trợ cấp cả đấy đơn chú cô đơn đơn. Vâng, chú cô đơn ơi, chú đọc bán khẩu hả? Cần nhớ chén nào ra những thức nào đâu. Vâng, cười bảo sẽ, hai em sẽ quốc tay nhau đi ạ.
bốc tay nhau đi ạ. Đấy, đây, ta sẽ với nhau ạ. Vâng ạ, quý vị ơi, chúng ta ở dưới chúng ta sẽ cùng dâng đi hiểu đi ạ. Nho chén lẩu, nho chén lẩu nào. Con mẹ chú con ơi, nho chén lẩu xuống khỏi xé mắt đi nào. Nào, con mẹ chú con ơi, nho chén lẩu ơi, ủng hộ. Và mọi người tạo xuống khỏi nào. Sẵn sàng cho quý vị ơi. Nho nào, nho nào, nho chén lẩu nào. 3, 2, 1, xin mời. Vâng, nhiều hôm đã xin cảm biệt lòng. Bốn chúc mừng ngày vui vừa trưởng thành thôi. Thương nhau nhấp chân đi vơi. To so điểm vấn của mọi thân đồng. Từ nay cái vợ chung tình chồng sẻ chia ngày đắng toàn bộ cùng nhau đi ạ. Mọi người đã xin chúc cho hai gia đình của như là có đội chủ đề sẽ hiện hòa và đời đời bền vững ạ. Vâng, bắt tay cả đấy đã khắp hàng cả đấy vâng. Vâng, xin mời chồng ơi. Vâng, sau bác thì bác sẽ đứng vâng, hai em sẽ đứng phía trên này một chút này, sẽ lùi xuống một chút này. Vâng, hai em nắm chặt tay nhau đi. Một chương trình này rất là quan trọng, chương trình nhỏ nhỏ thôi nhưng mà rất là quan trọng đấy ạ. Đó chính là phần quà của người cô, người bác, người chú, người anh, người chị sẽ gửi tặng cho con đội chủ đề ngay bây giờ đây. Phần quà đầu tiên, ban tổ chức trân trọng kính mời. Vâng ạ, ông Quang Văn Tuân và mẹ Lò Thị Vươn, đó chính là song thân của cô dâu Như Quỳnh, người ta có phần quà gửi tới cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời. Vâng, quý vị sẽ cùng ngước mắt lên sân khấu để cùng chiêm ngưỡng những phần quà sẽ gửi tới cô dâu chú rể chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Cùng em với làn xe khám khèn khăn nào cứ cổ máu rồi hát chân mi bôn kèm cho con khèn hỏi cho hỏi xa lò với làn đẹp. Còn này đó tình thương, một tình thương vô bờ bến được cha người mẹ luôn dành tặng cho con. Vâng ạ, quà này mẹ tặng cho hai con, mong rằng hai đứa sắt son một đời, dù cho việc can nữa đời, mong rằng hai đứa đời đời thủy chung. Ờ ơi, đứa ơi, chúc mừng ơn của giấy em cho pha, và mơ đã cẳng gồng pha, coi mẫn giảm tiêu em ư. Dạ chúc mừng quà của người mẹ đem một chào, có thể thật lớn xin chúc mừng nào quý ơi. Vâng, tiếp theo ban tổ chức trân trọng kính mời vợ chồng vâng ạ chú Quốc Tuấn sẽ trở về sân khấu để trao quà cho cô dâu chú rể chúng ta và bảo vệ chúng con đã nhau sùng thành công mơ chống tầm nơi. Từ từ cho người cháu hiểu mình phần quà và đó chính là một chiếc tiền vàng và rất long lanh. Vâng ạ, tóc căng lượn clang giữa lúc này chào hầu và bà ơn Như Quỳnh các bạn. Vâng, xuống khỏi để sống ơi. Vâng, 100 con tàu lớn để chúc mừng phần quà đi đâu. Vâng, xin mời con chồng chú. Con chồng chú Quốc Tuấn sẽ trở về vị trí của mình nhé. Ban tổ chức trân trọng kính mời tới vâng là gia đình chú
Hoa Miên sẽ trở về sân khấu để chào cô dâu chú rể chúng ta. Trân trọng kính mời, một tràng pháo tay thật lớn, tất cả nhiệt chào đón lên nào quý vị ơi. Trường phòng em sữa bọt bếp bao kể đuôi trường bếp bao kể đuôi bếp của cài vòng trường bếp bao vòng đuôi bếp của cài hiểu luôn cầu đầu cài hiểu với tay bước sửa bếp của đất ơ luôn của đuôi bếp của em học đất ơ nha hãy nha hỏi cho đất luôn ơ đây sống ơi ạ. Cô chú ở miền rất nhiều. Và tiếp theo, ban tổ chức trân trọng kính mời gia đình cô chú. Vâng ạ, Tiệm Quý sẽ trở về sân khấu để trao quà cho cô dâu chú rể chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn, thật đột nhiên để chào đón nào con mẹ chúng con ơi. Và chú rể anh thuận của chúng ta trong ngày vui hạnh phúc trong đại ngày hôm nay, một lần nữa xin được cảm ơn những phần quà từ người cô để chú rất nhiều, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng đến đâu. Và cảm ơn gia đình cô chú Hiền Quý rất nhiều. Và tiếp theo ban tổ chức trân trọng kính mời gia đình bác Nam Táo trở về sân khấu để trao quà cho các đôi chú rể chúng ta đi đâu. Trân trọng kính mời. Em đâu nào từ đâu giữa cánh bông núi rừng, mỗi cô gái thôi có đường về trên môi đẹp hơn. Em đã đặt ở đâu để anh mau tìm, em đi tìm em để con gái kính mời lên sân khấu gia đình cầu Diên Linh. Vâng ạ, chân trọng kính mời cầu Diên Linh sẽ trở về sân khấu để trao quà đi ạ. Quý ơi, một tràng pháo tay thật lớn nồng nhiệt chào đón ơi. Cô bé ơi, chúng cô đang học cả đàn thôi, chúng tôi phải xuống cầm quà nữa. Hỏi sắp là trăm hoa cầu vang hận.
Vâng, một lần nữa xin chúc mừng cho cô dâu Trúc Quỳnh. Phần quà tiếp theo đó chính là phần quà của Tùng Thiên Linh với phần quà rất là tuyệt vời. Vâng, các con trăm vườn và lạc lạc hướng này chào hầu và bảo ứng Trúc Quỳnh hậu đi. Vâng, và bạn tuyệt vời rất là sầu trời lấy lại và mỹ xưa, nó hẳn xưa với Tùng Thiên Linh ơi. Áo xà tăm cơ bà rô còn bia nọc nà trên lịch nó có áo xà tăm cơ bà rô đẩy thật bao đầu chắc là cười em ở ưu vào thăm ở đời và đồng bà cầu trên lịch rất là nhiều ạ. Ô em quan trọng với tay tật ấn này, chúc mừng đi đâu. Tiếp theo tiếp mời xuống còn để sống ơi nào. Bình thường cùng bác sân khấu về cho quà học và báo tuyệt vời chúng mọi người sống ơi đâu. Có vị sần xưa và sau chúc mừng chú côn bản thuống bát tở đã lừa bản hương và chú côn bản cả bát được không phong khá từ sau lì sắc bờ sở sắc nhọn hỏi rất là chúc hỏi sau phái và sau lán hâu lẩy băng lẩy cây đón xuân đón tuân đón bò mè chú côn hâu nữa.
này là hai bên ra sẽ cùng một giới thiệu để cảm ơn cho phần quà. Vâng, sau này cảm ơn họ phần quà ấy. Cảm ơn các bạn tuổi bà ơi sẽ nhau chén đầu và mời họ của bà trả lại không và cái chén đầu cảm ơn ạ. Và đại diện họ cũng chủ con họ này chào phần quà họ cần tiền bắt sự cầu cái chén đầu đồng đoàn kết chúc quà để sống ơi. Thôi nhá hãy toàn đi mời buồn ạ. Vâng là làn của chúng em của các thành viên. Vâng ạ. Phần cò tất nhiên hơn là phần cò đọc thật tốt được bởi vì đu tàu làn mê linh làn mê quỳnh và những hướng của các làn sẽ đeo hơn là sổ mơi làn sẽ mơi chúng con hơi chán đỏ được cặp trường là chúc mọi sổ mơi chán đỏ mọi người. Vâng lấy những muôn đầu chơi thuần hẳn chứ sò nhỏ chén lầu quay phong về xứ này cuốn con nữ ở lại cuốn trở đi cánh chứa ma phòng sò chúc ải chúc nông sò chúc bánh thì đi là các xuống là chúng con đó sẽ thâu sông ma là được ở là chung hình ảnh vẫn chặt chặt là sao đang đây được cái gì. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các cô, các dì, cô chú đã có những phần quà gửi tới tặng cô dâu và chú rể chúng ta. Và sau đây mới xong ngay là họ chạm chén căn vật chút thở căn bạc hành vân ả đưa chúng cô đó đưa hảo hắn xuyên xa hơn lý xong rồi xa chân nhau đưa phải có lưng chơ, nóng lưng nhanh thảo, kịp lầu, nhà mau. Vâng, sau mới ạ. Phải như Quỳnh Âu, Nho Mư, Nòi Đường Cỏ, Đường Bắt Đầm Ê. Vâng, các bạn có biết tôi mời cô dâu chú rể ở lại để làm gì không ạ? Bạn nào biết ạ? Bạn nào biết thì giơ tay thật cao và mời cô dâu chú rể chén rượu được không ạ? Nào bạn nào biết thế cũng là lên sân khấu để mời cô dâu chú rể chén rượu được không ạ? Xin mời bạn đứng bên kia đi ạ, em áo xanh đúng ạ? Vâng ạ, vâng đúng ạ, vâng đúng ạ. Người đã được chọn đấy ạ, xin mời em sẽ lên sân khấu để vâng ạ. Nói đến lời của mình muốn nói và mời tới cô dâu chú rể một ly rượu được không ạ? Trân trọng kính mời. Và bên cạnh đó em sẽ để chiếc điện thoại ở bàn đúng rồi đúng không ạ? Và em sẽ cầm lên một ly rượu nữa đi ạ. Hai ly rượu nữa là đúng hơn thì mời cô dâu chú rể. Vâng đúng ạ. Và câu hỏi đầu tiên, Phan đã anh hỏi em vừa rồi anh mời cô dâu chú rể ở lại để làm gì em biết không ạ? Em chưa. Chưa biết à? Thế ở lại để làm gì ạ? Em mời rượu. Vâng, không, anh đang mời cô dâu chú rể ở lại để làm gì ạ? Cảm ơn nhau ạ. Vâng, đúng rồi ạ. Vâng, chúng tôi mời cô dâu chú rể ở lại để chính thức hai em sẽ trao nhau đủ hơn đến vào thành chồng. Và chúng mời em sẽ mời cô dâu chú rể lên ly rượu tuyệt vời ngày hôm nay để cho đôi bạn trẻ chúng ta sẽ trao nhau nụ hôn và đồng lòng vỡ đại trân trọng kính mời. Anh cũng được mời rồi. Thả đơ, thả mặt tử đơ, mặt tử đơ, mặt tử đơ. Vì những quý trai hoàng nhiên như này cũng để ra.
trai này mới được là ư. Chào bắt tay thật tuyệt vời đi ạ. Và em sẽ giới thiệu về mình, em tên là gì ạ? Em tên Quyền ạ. Em có người yêu chưa? Em chưa. Sắp có người yêu phải không ạ? Và người yêu của em Quyền đúng không ạ? Và một cô gái rất xinh đẹp phải không ạ? Và một cái áo quán tái nữa. Và chúc em sẽ sức khỏe thành công trong cuộc sống. Cảm ơn em rất nhiều. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng ngắm mắt đèn sân khấu để chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh tuyệt vời nhất của cổ động chúng thể sẽ trao nhau đủ hơn tuyệt vời ngày hôm nay. Các bạn ạ, chú thể nghe có vẻ không ưng cho lắm gì. Chú thể có muốn hôn cổ động chúng tôi không ạ? Nhiệt tình. Và xin hỏi cổ động có cho chú thể chúng tôi hôn không ạ? Có cho không ạ? Cho. Cho luôn. Một khi nắm máu đừng hỏi bố cháu đã cho luôn. Quý nó hẳn ngày luôn đó mà ấy. Vâng, xin mời hai em sẽ quay mặt vào nhau được không ạ? Mời quay mặt vào nhau đi ạ. Tám nả sẽ cả đây nắm ạ. Võ giả cần đề phòng có đi. Chú ý chạy bây giờ đi vào bây giờ cứ chút bài đây. Vâng, tiến sát với nhau rồi, hai em sẽ đuổi về đây chú ạ. Sát xong rồi ạ. Sát xong rồi chú ạ. Ừ, có rồi đó, ở phòng mưa, phòng xa bá, cưỡi. Ở đi ô tay. Ok, có phòng xa cùi, xa hẹo cái này, bên sân đây. Vâng, vừa đi chính thức về ngoài trong đến trận đầu. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng bắt lên sân khấu đi ạ. Để chung hướng những ảnh tuyệt vời nhất của chúng ta sẽ trao nhau đủ hơn tuyệt vời ngày hôm nay. Vâng ạ, anh chúng ta tới em trong khi ôn thì cơ thể thả lỏng, mắt nhắm mở, không cắn chặt môi. Miệng không được mở nên mực nồi để tránh lưỡi sơn của hồng. Và trong khi ôn hai em chỉ được phép dùng môi và dùng lưới. Không được phép dùng răng để tránh tổn thương hàng tiền đạo của đối phương. Thế em đã nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhất này ông Kiều nữa. Chúc cả tôi nhất là không cả đâu. Vâng, quý vị sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ cùng hướng mắt lên sân khấu để nhìn lại tuyệt vời, hình ảnh tuyệt vời nhất của tôi chú thể ngày hôm nay. Hôn lên khi hết pháo thì thôi hay hết nhạc à? Hết pháo hay hết nhạc? Hôn hết pháo hết nhạc? Hết pháo nhá. Hết pháo thì thôi. Hết nhạc thì anh mở nhạc lên sáng mai luôn à? Hết pháo nhá. Vâng, nhất trí thế hai em thống nhất hết pháo nữa. Nó tử tế đi nào. Cố nào, bóc căng nào, bóc căng nào, bóc căng nào. Thôi đây nào, 2, 3, 1, 2, 3, 9, 1. Rất chào mừng tất cả mọi người, chúc mừng lần 1, 2, 3, 4, 5. Chú thể không cắt lòng thôi, quý ơi, một chào mừng tay thật lớn này, chúc mừng đi đâu. Quý vị đã nhìn thấy cô dâu chú rể hôn nhau thực tế chưa? Khỏi tay lại hiện chút kẹm tới hiện chút sốt cái này. Họ đi, họ lại với tôi lòng nhau. À, hai em sẽ đổi vị trí cho nhau đi ạ. À, cô dâu sẽ về phía chú rể và chú rể sẽ về phía cô dâu. Rồi xin mời hai em. Vâng, hai em sẽ quay mặt vào nhau nữa đi ạ. Họ ra hành đổi hư. Đây kịp lẩu đâu, hiện tại. Vâng, cô dâu sẽ đặt đôi tay của mình lên đôi vai chú rể cho tôi trân trọng kính mời. Và chú rể sẽ là sờ từ trên vai sờ xuống chỗ nào mềm nhất thì đặt tay vào đó. Tiến sát vào gần nhau nữa đi. Nhớ thẻ đâu? Tôi định hết nhạc nhé, hết nhạc thì thôi nhé. 3, 2, 1, xin vâng ạ, chúng tôi sẽ đặt đôi tay mình lên vai chú rể luôn đây. Và chú rể bảo chưa được hôn bao giờ, đơn giản nó rất là khó. Vâng, tay đấy vào đây, chú mừng cười khỏi cổ với để té ôm. Và cố lên. Em gái Như Quỳnh thế nào ạ? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Vâng, em anh em xin anh có hỏi cô dâu nhưng cô dâu không muốn đâu, trên vâng ạ. Quỳnh ơi, cố gần nào. Ý hư là chính thức tiền tiền phù trọng nhé trời ơi, chắc lại chúc cần là tóm nạp từ con đi thế. Làm chưa anh chúc chưa được chúc chứ đi. Nào, sẵn sàng chưa? Ba. Yêu mà đâu.
Vâng, xin được trân trọng kính mời một bạn nữ đi ạ. Một bạn nữ nước của chính cô quảng bá cùng ban sân khấu đi ạ. Để mời tới cô dâu một ly rượu nữa đi ạ. Để chúng ta sẽ cùng hoàn thiện nhất là đủ hôn tuyệt vời ngày hôm nay. Cô dâu sẵn sàng chưa? Cô dâu sẵn sàng chưa? Thôi nào, con khăn nào. Con khăn đi. Rồi, hai em quay mặt vào nhau đi. Nhiệt tình thế nào? Chú thể con học tay trẻ vào ấy ảnh vắt chân con. Sẵn sàng chưa mọi người? Nào, 3, 2, 1, xin mời. Hàn đánh hát chút cứ dệt đó mà. Nhưng mà Quỳnh cứ nằm slide chọc chọc đó là. Ừ, thôi ai chả chúc con thôi. Đó là cô phải chúc cả mặt nữa. Và ai biết sẵn xưa, chúc cả sòng lòng hảo hoan trên xa ư. Ừ, lạnh cắn đèo hứa cắn xa nó cắn mưa nà. Ừ, mi đồ nhinh, phé ải tái nay. Mi đồ chai, phé bù bè già nữa. Thằng sòng phái mưa tà tà lai này, chính anh. Sòng nòng, sòng lạc hơn nữa, chúc cô nữa nữa. Cho phé chúc cô nâu học. Và các vị thằng xưa, các bạn cười bái chúng coi. Sau này cảm ơn bà mẹ chúng con, chúc bà chúng con hào ăn triển sao. Ừ, bấm một chôm vào đi. Bà cò, lại lát lý với nước bà mẹ chúng con đó đó. Rồi, xin mời cô đồ chú thể sẽ trở về từ ngoài tiền đi. Ô, nhau phần quài hư, nó phi là khuyến mắt dân khấu. Chắc ta khỏi khỏi chiếc tặng. Ôi ấy quài. Trướng hình. Tươi tè sầu vỡ và hay chỏng lắc lên đó. Có vào cái lần là...